Nếu bạn muốn mua tài khoản PUBG Mobile, hãy truy cập ngay tonysamart.vn, shop bán app uy tín, giá rẻ, chất lượng với các gói sự kiện may mắn có tỷ lệ trúng thưởng lên tới 100%. Liên hệ ngay với admin qua số điện thoại và fanpage được ghi ở cuối trang web tonysamart.vn. Mày có đời, ta đéo muốn bao giờ. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Hôm nay là xe có sự xuất hiện của anh Xoài nhá. Mày biết thằng số 1 là thằng đàn ông đúng không? Xoài chứ còn mày ấy đi chặt cho các kiểu là giờ bị nhận ra nhiều lắm rồi anh em ạ. Khổ quá, vừa vào tìm cái ông kia, ông bảo kích mình ra. Mày là đồng đội, ông ấy vào kịp. Người yêu cũ, trang sinh. Ông gọi gì nhở? Ông ấy không thích chơi là cả bốn thằng đều là con trai. Có một phải có một người con gái cơ. Ui, quân sự đông quá, lỡ nhảy rồi. Đồng, bạn cho mày vui chứ. Đúng không? Số 1 nhảy với nhiều quân sự, ui mệt quá. Ông này ông nhảy cho đẹp mà. Chửi từ nãy giờ nhờ. Tất cả móc luôn ông thủ. Ông thù mình sao? Con trai cũng được con sao đâu. Tôi thích con gái làm cái gì? Anh em nào mà có nhu cầu mua hạc thì qua shop của mình là Tony Sama trưởng kia nhá. Ai mua hạc hay bán hạc hay lập UC bản Vina Game thì cứ liên hệ cho mình qua fanpage Tony Sama. Mình vừa nhặt được súng trường anh em ạ. Ra trận thủ bắn. Mẹ là mình thành điên mà. Có người không? Cái đéo là mắng cái gì đấy? Đi mẹ mày bắn thính luôn thì đấy thằng số 1 kia. Bố mày bắn thính nè, mày không nghe thấy gì mà tan đi điếc à? Không biết thì mày nghỉ chơi. Mày thằng này chưa hút thuốc à? À quên chưa. Chưa hút cần trước khi chơi rồi. Kinh. Bắn gà còn lắm mồm. Rồi một thằng để trái đây. Rồi nó bắt đầu công rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, lốc 2 rồi anh em ơi. Số 1 đâu? Đây. Ôi, sao nó ngon kìa, mày quá chứ thế ạ. Ơ, Phương đâu cứu tao? Đây là điều. Cứu tao Phương ơi. Thằng này trong còn rồi, trời luôn, thằng này còn ít máu. Mày quá anh em ạ. Phương ơi, cứu tao. Ờ, ông kia không cứu anh. Ờ. Đuổi mình xong xong bảo mình cứu, tôi dỗi, đách thì cứu luôn. Máu tôi rồi. Kệ luôn. Tranh thủ ra thính. Mê, chưa gì đã có một team đi siêu xe rồi ra thính rồi. Để cướp thính rồi. Rồi, mình đã kịp lên đây, mình cái kêu ngắm rồi, chúng mày công thử xem. Bọn mày đóng cửa. Công thử tao xem nào. À, có một thằng bắt đầu đẩy sang này. Ui, nó đẩy sang luôn à. Mình tưởng nó vẫn đứng ở chỗ thùng hàng đằng sau cơ. Hóa ra là cũng tập hợp ở đây để ăn bom. Rồi, thằng này hẹ cụ ăn bom cũng yếu lắm rồi. Ra gạt luôn này. Các bạn định kê thính của tớ á, hơi nhầm đấy. Lớp 1 này. Lớp 1 à? Nam đâu? Kê mà. Tớ đang bận. Có tiếng chân này, có tiếng chân này, có thằng chạy đây này. Thằng này cũng chạy ra chắc là để cô đồng đội này. Ui, không còn bom, thế nó mới đau chứ lị. Này thì ASM này. ASM này giật lắm. Thanh niên Trung Quốc ơi, đừng bắn con này nữa nhá. Có thằng này bắn mình này. Mẹ, tí nữa thì bị nó móc. Watch out. Chạy đi đâu, nằm đi đâu hả con sâu. Trời ơi, nằm đấy. Team này vẫn còn. Ôi, chứng tỏ là có 2 team chứ không phải 1 team đâu. Ui, mẹ xuống lại. Chết. Có người nào? Địt mẹ thằng nó ném bom ấy. Mẹ có điên. Nhìn thấy cái mẹ gì luôn. Mẹ cái thằng chửi bậy kia quên mất mình thủy nó ở số mấy. Số 3 hay sao ấy. Thằng này ảo mai India. Nó trên đỉnh núi này. Chơi game chắc kiểu vừa chơi vừa hút cần hay ngáo cần rồi. Cho bắn ngay cái thằng này. Ôi mẹ. Ô. Nếu mày ném thì cái thằng này. Trung kia. Không thấy ta. Đây rồi. Nằm cái này anh em ơi. Nó nằm ở cái bờ ra bên ngoài này. Trời ơi, định bò ra bắn tớ á. Hơi chậm rồi bạn ơi. Mày qua nào mới gặp được mấy ông tay to rồi. Không mà nãy giờ hỏm. Ở đây, cho mấy ông thính đấy. Mình chắc là đi kiếm xe xong đi sang người cho anh em ạ. Boss này. Nhưng mà người ta phải kiếm xe ở bên kia. Nhưng mà ta phải kiếm xe ở số 1. Số 2 nó chuyện. Nó đỡ hơn thằng Minh Phương. Cái ông chửi bậy số 2 sao rồi. Nhưng bảo giết mình sao rồi. Không uống số 1 nãy là chết lâu rồi. Phản nhanh. Đúng rồi, không có mình, team bị clear chết tươi rồi. May có mình cứu đấy.
Đi tìm chặt đến người anh em ạ. Để cô chị kia xem, thì cô chị kia nó có bắn nhau sao ấy. Cái màu số 3 đang tụt dần. Cái gì đây? Trời ơi. Trời ơi, tôi xong rồi, không thể kịp rồi. Nam ơi, Nam ơi, nhanh lên, tao lia 3 thằng rồi. Tao lốc 3 thằng, cái lia 3 thằng thì nó Nam chết ơi, tươi xuống cứu rồi. tao đã. Cố lên, cố lên, trời lốc 2 Bỏ cái đầu của mày lên đây. Trời ơi. Đây đây, tao 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 ở Mình đây, sẽ mày cứu con tao đã. đấy. Liệu rằng mình có về kịp hay không? Cố lên, cố lên. Ui Ôi rồi rồi, số 2 dồi lốc thêm rồi bảo anh em xuống ơi. cứu tao đi rồi. Ôi xong rồi. Rồi ôi, tiếc quá. Nhanh 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 nhanh. Nhanh thì bay ra vẫn còn cứu được một người. Không mình tự nhiên. Số 2 rồi. Số ông kia ông chỉ vậy đúng không? Lúc chết Ông trả kia đi ông nói xuống được vậy đúng đâu. không? Mình nghĩ là không kịp bởi vì cái tốc độ của con này đi nó hơi khoai, nếu mà đi xe thì may ra kịp ấy, chứ còn đi con Tao lái ra chơi cảm với giác của mình đi. gì chậm Chơi chậm này của bất công gì bằng á. kiểu nó cao quá ấy. Sao nào, sao nào, không kịp rồi, còn lại 90% là không kịp rồi, không kịp rồi anh em ạ, Tao nghĩ là ông số 1 đến không cứu kịp mày không? không cứu kịp đâu. Nó Đấy, đấy là cái tức số là đấy. tao bắn Chơi thất game vọng chửi thầm nhiều bốn đấy phương là cái ấy, số tao đấy. bắn ba ở bên đấy rồi nó còn không bắn được lại nữa. Rồi không kịp anh em ơi, Anh em mình xem cùng số quả 1 này xử chắc lý nào lại nhá. solo squad rồi. À, Ui rồi ôi, một đàn lợn nó ngồi đây này, thôi thôi một thôi đàn lợn không có lông luôn. Mấy ông này không mặc quần áo các kiểu. nản nãy tôi ra ngoài mấy ông Mấy mình em với mà. thằng người nước nào đấy, mình chả biết là người nước nào. Thôi tạm biệt mấy anh em, ra chơi vào mới đi. Cái số trời không cho mấy bạn cái ván này được top 1 đâu. Thôi ra chơi vào mới cho nhanh. Rồi đi săn người thôi anh em ơi. Ê, trận này kiểu mình đã à, quên cái ác xoa này là mình lập ác mới nha anh em. Bây giờ mình có level 2 mấy rồi. Trời ơi, mẹ này bắn tao làm thế. Đợi đã anh ơi, em quay lại bây giờ. Mẹ lúc nãy định đâm anh tí thôi mà anh kinh vậy. Anh làm quả cho em còn 1 phần 3 cây máu, em hoảng hốt, em tí đái ra quần rồi. Rồi anh cố mẹ đâu rồi, à đây rồi, anh đây rồi, anh đây rồi, ok, anh chào em thì em sẽ, dù em chào anh luôn. Bình tĩnh. Đâu rồi, mẹ lúc đầu hết rồi, đây rồi, đây rồi, con lợn đây rồi. Thôi mình ăn cứt rồi anh em ơi. Bắn quả này là không được là khoai rồi. Có vẻ chứ mình không biết, có vẻ nhưng mà em biết bắn. Ui rồi, may quá, còn đúng quả đích cuối cùng này. Anh ơi, anh xem pháo hoa bao giờ chưa? Ui giời, pháo hoa đấy anh nhá. À, Trung Quốc à? Cựa à? Từ gì nhá, ok luôn. Cũng nghèo, không giàu cho lắm đâu anh em ạ. Để lên núi ấy. Đi kiếm người có hơi khoai, mình đi lượn 1/2 vòng rồi, không thấy gì. Giờ đồ xuất cá nó ngay gần tâm bo ấy. Rồi, lên phát cửa tiếng xe bắt một em. Ôi ông này vừa đen tính về ạ. Ôi 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 ôi. Ui rồi ôi, may nhá, hết đạn thì không qua này chết với mình. Chạy đằng này, chạy đằng này. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Bye bye hai bạn trẻ, sang giờ phần mới. Vừa thấp thoáng đâu đấy, mấy cái đầu trên này. Đấy, mình bắt đầu. Ui trời ơi, sau nay mình toàn ăn cướp hoài vậy, sấy lỗi quá. Ê. Giờ phải đốc được một thằng thì. Ui rồi mày quá. Còn mình sẽ để mình không công trực diện được, nó trên cao mà. Lên nó sấy cho mình vỡ mồm. Mà trong team đấy có mấy thằng chứ không phải một. Giờ đi móc. Giờ là phải đi móc từ trên cao từ đầu bên kia. Ui trời ơi, thằng này tỉnh thế nhở. Nếu ông này tỉnh thế nhở. Đang định đi mọc à, đón đầu giấy cho mình rồi, giấy xe mình rồi. Vậy team này chắc có mấy thằng, một thằng cứu thì với cả những thằng còn lại thì mới có thể nhìn thấy mình đi móc được. Ôi trời ơi, đã nghe tiếng chân rồi, mấy anh bạn trẻ mấy anh ra tận đây đón mình cơ mà. Cho quả bom ra đây. Ui trên đầu mình, trên đầu mình à. Cái này. Rồi trang sức à, biết là bay à, tạm biệt bạn nhá, tại bạn bắn tớ ấy, chứ không tớ không bắn bạn đâu.
Căng vẫn là cái kiểu, ui rồi, làm gì căng vậy? Căng thế. Kiểu đùa tí thôi mà mấy anh căng thế nhở. Rồi, ngay trên đầu mình luôn này. Đây, xuống đây, come on. Ngay đối một tương tượng của em. Thằng kia cầm MK. Hết đạn MK thì bạn chết với tớ. Máy qua, pha vừa rồi chắc là tí rồi thì hẹo, may mình bắn chuẩn hơn đấy. Ốp à. Trận này nhiều đạn ốp quá anh em ạ. Giờ ra container này. Vào trong này núp vào. Ê, nó phát hiện mình đi xe tới đây nó công luôn ạ. Mình đã cố tình ở lúc rồi, mình thấy đông mình sợ mình không dám ra bắn rồi. Đẩy lỗi là chết vì tớ đấy. Bye bye luôn. May quá. Pha vừa rồi không thu cốp cày. Một thằng để trái đây. Rồi, để trái, đẩy lỗi chết tươi rồi. Giải cứu đúng rồi đây. Giải cứu đi. Không giải cứu à? Không giải cứu thôi thì gạt luôn. Mẹ nó cũng dựng kiên ở giúp mà mình làm gì? Đấy. Ui rồi mẹ dựng kiên đấy làm cái gì hả bạn ơi? Ký kiên không? Mình còn tận 3 cái kiên cơ. Mình tận 3 cái cơ bạn ngó mặt ra xem. Khói đấy chạy làm cái mẹ gì. Ơi giời ơi thanh liền sợ hãi các kiểu con là điều thế bye bye ở trên này mà ngắm ngắm container nhá tới đi đây ơi chúc bạn lời lấy vui vẻ tí chạy bo sắp lờ đi ui rồi tao khoe mình rồi ui lại còn đâm vào đá ui đấy. May quá ê thằng gói này nó đã kịp chạy ở bo bo nó có thằng đá cao phết lên 124 à. Thế bạn đã biết mùi của ốp chưa?